Ok, hello anh em. Chúc ngày mới tốt lành. Bữa trước làm cái clip nhiệm vụ Here's the End của Samuel rồi nha anh em. Giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ cuối cùng của cái trò này. Cái nhiệm vụ ẩn luôn. Nhiệm vụ mà ở trong ở đây nó cũng không có luôn hả anh em. Không có chỉ, không có hướng dẫn gì luôn nè. Nhưng mà chỉ có trên cái bùa quánh Samuel nó hướng dẫn thôi nè. Là cái lọ máu của nó có để là trên mết trên Phalam Decimal K nè. Với Rising Goblin mở ra cái chỗ Here Up Dark Knight ha. Trên đây nó có nói nhưng mà ở trong bản hướng dẫn thì không có nói gì hết. Ok. Thì bữa hổm quánh Samuel nè. Nó có cái này nhưng mà sao tôi ép nó không ra. Nó bảo là quýnh từ 11 12 phút mà mình không có chết đúng không? Rồi mình ép với cái lò máu đó với hai vị học tập với rune vĩ đại. Thì nó thì cái hai cái dòng này thì nó có cộng anh em, nhưng mà cái dòng mà do Last Only với Champion of Century thì cái này chắc là nó đãi thêm chứ ở trong cái lọ máu đó tôi thấy nó không có cộng nha. Nó không có cộng cái dòng Champion of Century nhưng mà chắc là nó ghi đó cho đẹp thôi chứ không cộng đây ha. Với cái nữa là mình quýnh mấy cái mà mỗi lần mình giết mình Samuel á, ví dụ anh giết vô lần đúng không, anh em giết nữa thì nó có thể là nó rớt ra bốn cái món bảo vật của nó ha, bốn cái món đồ đam của nó rất là quý đúng không. Rồi nè. Thì bốn đó món đó thì tôi có được khoảng 3 món, còn cái cung thì tôi chưa chưa tìm được anh em. Như như nãy tôi mới vô quýnh Samuel nè, nút mẹ hết máu rồi. Đó, tôi mới vô tôi đánh lần nữa. Thì rớt được thị chiền thì mình có rồi nè. Let's go này mình có rồi ha. Anh em phải ép với cái hai cái single lenin ha, với cái lưu run với full run ngọc cái run echen á thì nó mới mở khóa được sức mạnh thực sự ha, unlock true power của cái món đó ha. Đây đây nói chung là tôi có thể cho anh em xem cái đầu đầu đó nó gọi là Secret item ha, nó là cái item ẩn vật phẩm bí mật. Rồi thì cái cung đó chính là cái cung này anh em. Những luận đề đây được đánh ra từ rớt ra từ Samuel ha, FDN có được mở khóa bằng rune ha. Cái này là bản hồi xưa nó chỉ là nó có hai loại rune với lại ba cái dấu hiệu học tập lớn, nhưng mà cái bản mới của mình á là chỉ cần hai dấu tiệm đập với là một cái với hai cái rune thôi. Rune nó cũng khác nữa không. Rồi thì cái cung là nó đây ha, cung đó thì tôi chưa quýnh nó rớt rồi nè, nó có thể rớt tôi rớt được 3 món rồi. Nó là cái mỹ chuyện nè, gậy với cái kiếm. Mà chuyện này bản cũ nên nó xấu đúng không, nhưng mà mặt chuyện ở đây thì nó nhìn nó rất ngộ rất đẹp đúng không. Bản mới cái cung này không biết có mới lạ gì không, tại tôi chưa quýnh rớt nên tôi cũng chưa biết. Vừa đã quýnh vài bữa nữa có rớt ra cái cung nào đây anh em. Thì anh em phải ép với hai cái dấu thiệp đập lớn với lại cái hai cái rune đó ha, full rune với lưu rune thì nó mới mở khóa được sức mạnh cung bóng tối nè, cộng 5% cơ hội nềm sức mạnh bóng tối nè, cộng một vào hỗn loạn tối thượng. Cái này là chiêu anh em, cái cung này rất mạnh nha, cái cung này rất mạnh và quý luôn, mạnh hơn mấy ba món dưới luôn nên là nó hiếm rớt. Còn cái kiếm này thì kiếm này có rồi anh em.
Gậy cũng có rồi ha, làm được 2 cây luôn. Này là cái ngọc ép rồi. Cây kiếm này nó cộng cái gì, năm nó cộng tuyệt chiêu nè, khi mình bính nè, không phải cầu quỷ diệt khi tấn công đang cộng khác ta. Quả cầu quỷ diệt đúng rồi, đúng đúng chứ không có cần đâu. 50 vào Haringer, Haringer là cái chiêu nè. Haringer là chiêu nào đây, Haringer là chiêu này ha, nó là một cái gì warp drive, kiểu như nó mở cái cổng nè, hay là dịch chuyển gì á. 100 trăm quý bên đam tăng Rewind a Monster, có nghĩa là nó cần quái vật để mình dịch chuyển tới, giống kiểu như dịch chuyển tới mình tấn công đóng băng giống như Udai Sin đó. 75% với xịt đam khâu đâm lạnh ha, đúng là cái chiêu Udai Sin nè. Khâu đam 1.000 đến 1.300 mana 200 mấy. Ok, ra test thử chiêu này nè, kiếm vàng này ha. Nói chung màu thì mình có thể đổi được ha, có mấy cái lọ màu mình quýnh ở trong mê cung đa chiều á, mình sẽ đổi được màu của nó, mà muốn màu gì thì mình đổi màu đó. Rồi con quái đây đúng không, rồi chơi lại coi. Wow, chiêu này mạnh anh em, bay lại cái quả bay ra chết hết luôn ha. Bởi vì vũ khí của mấy thiên thần thần tiên có khác đâu nè, gấu kìa, bay lại phát nữa rồi. Wow, chưa có boost gì luôn á nha anh em, bay lại phát cái là chết hết luôn không. À dịch chuyển quả bay tứ tung khá mạnh nha anh em. Có mấy anh em hỏi tôi là sao rồi chạy xíu là nó hết cái Sanima đi bộ, nó thì nó chỉ có 50 Sanima anh em. Có ví dụ như mình có chiêu nào mà mình boost nó tăng Sanima lên đó, thì mình chạy được nó lâu thôi chứ đúng không. Giống như con Assassin này nó có chiêu này nè, chiêu 4 nè, chiêu Spinach nè, tôi boost một phát thì nó lên tới 1.200 mana anh em. Nhưng mà nó có một điểm trừ nữa là nó trừ tới 50% defense. Defense là cái đỡ này nè ha, nên là nó có cái mặt lợi nó cũng mặt hại ha, mình chạy nhanh nhưng mà cái đỡ mình nó lại kém. Boost lại thì nó mắc cái boost đó, nó mắc cái Sanima nhưng mà nó tăng cái defense lên không. Nào nó cũng có mặt lợi mặt hại riêng. Rồi nói chung là mấy món này có rồi ha, còn cái cung thì chưa có thôi. Cung thì không biết mình sử dụng được không, chắc sử dụng được hết cho cả nhân vật á. Nhưng mà cái cung này thì dùng cho mấy con như là Rui với con Amazon đồ thì hợp lý hơn, rất mạnh nha anh em. Và còn một cái cung nữa cực kỳ mạnh, đó là cái cung Valkyrie. Cái này anh em quýnh ở nhiệm vụ Sakari nè, quýnh con nữ thần Atulu của Amazon đó. Đây là nó sẽ có cái cung này. Nói chung mình lượm được cái cung không thì không xài được anh em. Cái đó là Deathly Bow ha, mình phải ép với 6 cái emblem thì nó mới dùng được. 6 cái emblem mà mình ép với bút bắp cạn á, mấy emblem đó rất là khó tìm ha. À, 6 biểu tượng rơi khắp nơi từ quái vật ở đâu có Depression. Hoặc bằng sách Vinh Quang của Median và sách cổ của Lazarus để nâng cấp. Có thể nâng cấp bằng 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 cái cuốn sách Median hả? Nhưng mà tôi chưa quýnh được cái này anh em.
Quýnh đó thì anh em phải vô chỗ chỗ Sakari ha, lên cái hòn đảo đó đó, quýnh mấy con green tệp đó, rớt ra cái cuộn này Sakari con, thì mình con cái con nữ hẳn là mình đập, mà không phải đập một lần nó rớt đâu, đập rất là nhiều lần ha, nó có xác suất rớt ra thì ấy. Nhưng mà cái này thì mình không có dùng, dùng cho Amazon với mấy con như Rui hay là đó. Nó có chiêu không, còn con này nó không có chiêu dùng cung. Sức mạnh hưởng quá trời luôn không, khéo léo hưởng 100 đến 260, niệm ma thu lô ráp cấp 1 mà chết sống thời gian khi bạn giết địch, sát thương tăng cường 114%, thêm 100 đến 200 nô sát thương, lửa sét lạnh cộng 10 vào sky sai. Sky sai này là cái chiêu nè, nhưng mà mình chưa lập nữ cung đó nha, nên là cũng không có gì để nói. Chừng nào mốt tôi lụm được thì tôi cho anh em xem. Cái này thì mình đã train mất rồi nên là cũng không có cần train lại nữa. Cái phần chính hôm nay chính là mình sẽ quánh con Tathamet. Nãy giờ nói sơ sơ về Samiel, để mình nói tiếp về phần Tathamet ha. Còn cái đó thì mình quýnh Samiel ha anh em. Rồi mình phải kích hoạt cái lọ máu. Kích hoạt cái lọ máu thì kích hoạt lọ máu thì tôi nói rồi đó anh em. Mình ép với cái hai cái dấu hiệu tập này với một cái rin run vĩ đại, rít run cái nào cũng được. Cái đó thì tìm ở Fauti Village chỗ quýnh nó 5 robot á. Còn cái nữa là 5 robot nó có rớt lên 5 cái não mà tôi cũng chưa biết để làm gì, tôi quýnh rớt ra 5 não mà tôi chưa biết ép ra cái gì. Đây nè, cái đó là cái chỗ Fauti Village nè, cái rít này mở đây luôn này, cho nó nhanh. Quét rip đây, chỗ này tôi chỉ quýnh rồi nha anh em, làm cái nhiệm vụ gì đó Electro, xong rồi vô nhiệm vụ gì vô quýnh Electro, xong rồi quýnh cái Banshee Line đúng rồi. Này là voi. Đây ha. Capacit nha anh em, nó có 5 cái trụ chỗ đặc biệt đó, mình phải dịch chuyển qua, mình quấn 5 cái viên ngọc ép với cái cuốn Lacro, cái cuốn này nè. Lacro là đây. Đó, thì giờ mình mở cái chuột phải là nó sẽ mở cái dòng qua 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 bên chỗ nè, qua bên chỗ Fautiville, ép vô 5 cái viên ngọc đó vô. Thì lúc này tôi chỉ rồi, anh em nào không nhớ thì có thể xem lại clip Lacro ha. Đó, bấm chuột phải là nó qua tới Fautiville nè, nó qua đó nên em farm cái rít run. Rồi còn 5 cái não này thì tôi cũng không biết để làm gì, để tôi bỏ 5 não này vô ép ra. Đây nó đọc ra ở cấp đầu heo, có tìm thấy rune tại đây nè ha. Những rune này cần thiết cho những rune quật mạnh nhất, rune quật mạnh nhất đúng rồi. Các tướng Nerubot thả ra Basanit Ren được sử dụng để chế tạo Ratalit Tranforan. Rồi Tranforan là cái gì, để tôi đọc ra, đấm chuột phải tôi đọc ra. Basanit Ren là cái não máy tính nè, dùng để chain năm cái này là ra một cái Ratalis transfer, Ratalis cộng Basilisk Gen mắt 10. Rồi Abaddon sai, này là cái gì ta, để tôi bấm chuột phải ra.
Trên phần rần Bassinist Ren mất 10 Annie full size Silatus Ren size album. Size là chắc là cái đình thờ rồi anh em. Đúng không? Cái đình thờ này nè, đúng không? Rồi, để tôi lấy thử một cái đình thờ ra tôi trend thử coi. Ví dụ như cái này đi. Trinity Church. Mình trend nó ra cái loại khác nữa. Năm cái, năm lần, năm cái não. Còn một cái trên ra ba đành thôi chứ có khác mẹ gì đâu, nói chung là cái này cũng không có gì thú vị nè, nói chung là làm chơi chơi thôi chứ đình thờ này mình cũng dùng mấy cái lúc đầu thôi chứ cũng không có dùng được về sau rồi ha, nói chung là cái đó không có gì mới lạ, cũng bình thường thôi. Rồi cái chính hôm nay là mình đi quýnh Hi up đa cái nạp. Nãy giờ nhiêu rồi, nãy giờ cà kê dây ngỗng hết 15 phút rồi, 16 phút rồi em. Nhưng mà những cái đó cũng cần mình bàn luận thêm về những vật phẩm bí mật của Samuel rồi ha, chiêu thức của nó. Rồi thì cái để mình ép được cái viên rip này anh em là anh em cần phải có cái chìa khóa DSMK mà anh làm full hết nhiệm vụ ha. Đó, full hết nhiệm vụ qua cái bốn cái nhiệm vụ này mà đến nhiệm vụ mà Napalm á thì cái chìa khóa mình nó sẽ có tên là Napalm với cái tên chìa khóa. À, đây nó cả Kanakana với Mande với lại Onslaught đâu không không, nhưng mà nó không có cái tên Napalm. Nếu mình làm hết thì nó sẽ có tên Napalm đâu ha. Rồi mình ép với cái này với cái lọ máu nè, mà cái lọ máu phải được kích hoạt nha. Có nghĩa là anh em phải quýnh Samuel xong phải ép với cái hai cái rít luôn, hai cái không hai cái single lenin với một cái rít luôn bất kỳ thì nó mới được gọi là kích hoạt. Như là cái này nè, như nó đã cộng dòng vậy nè là mới được kích hoạt, còn cái dùng mới quýnh chết nó rớt ra cái lọ màu nó không có cộng gì hết, nó trắng nhẽ luôn á là chưa được kích hoạt nha. Rồi cái lò kích hoạt này với mình ép với cái chìa khóa với một cái Ritter single đến nha, thì nó sẽ ra cái viên Chan Ripton, Ripton tích điện ha. Bấm chuột phải nó mở cổng đến hiếp Darknet. Ok, không dài dòng liên thiên nữa, mình vô mình quýnh luôn. Để tôi mua máu cái nè, mua phun máu này. Mua hiểm hạn nữa để dành ha, đề phòng khi mà nó hết hết máu thì mình nuốt. Rồi cái mở anh đây luôn cho máu ha, vô nhà bà này tôi mở luôn cho nó hổm này mình quýnh mình không có vô nhà bà này nữa, mình giờ vô nhà bà này coi khám phá cái gì mới lạ không? Có anh ba ba gen nằm mà giống như dưỡng thương hả, à? Mấy anh luôn chứ, 1 2 3 4 anh. Bà này giống mày thuốc mà không có vô nhà, bà toàn mua ở ngoài không à. Giờ vô nhà bà thấy nhà bà cũng khá đẹp, hình ảnh thì xưa nhìn nó mờ mờ nhưng mà tôi chỉnh 60fps đồ HD nên nhìn thấy khá rõ nè. Rồi Krypton 16 nè, Krypton tích điện đâu khó, impossible dù phải. Ok, như up đa cái nạp trái tim của bóng tối ha. Let's go. Ấy ít. Quay quay từ từ bình tĩnh em. Vừa vô làm gì ghê, để tôi boost cái ít. Rồi. Thì vô đây mình sẽ quýnh với mấy cái phiên bản yếu hơn của Samuel với con kia nè. Đó Samuel nè. Với con Demos nè. Hai con cùng lúc, hai con này rất mạnh đúng không? Nhưng mà giờ đó là hai đại của
của Tathamet luôn. Khá là chơi chiêu đi lệ luôn, phải né nha nè. Như tôi bút chưa được ấy cho lắm. Rồi ok. Nó yếu hơn nha em, chứ nếu mà phiên bản chính của nó này chỉ là một một phần hồn của nó thôi nha. Bản chính nó thì nó quýnh nãy giờ mình ngắt cứt rồi. Ui ui, nhưng mà nó cũng khá mạnh anh em. Yếu hơn 50% nhưng mà ơi. Bình tĩnh. Mình có 20 phút để quýnh ha. Nên là anh em có thể vô nữa. Chết rồi anh em vô lại thôi, bình thường mà, đúng không? Mua máu lại. 20 phút mà quýnh thoải mái nè. Ơi, bình tĩnh anh ơi. Gì vậy? Chưa kịp làm gì luôn. What the fuck anh? Ấy, bình tĩnh nào. Gì vậy men? Vậy sao quánh? Chờ xíu anh yêu. Chưa kịp bút, chưa kịp gì hết là chết mẹ rồi. Vậy, vừa vô luôn á. Fuck. Kiểu này là chết tôi. Bình tĩnh nào. Come on. Rồng lên anh em. Needle hút kia. Làm lại, làm lại. Cái gì vô chứ tôi biến đi chỗ khác quá. Cũng chết rồi. Đi mod đây. Còn này Samuel sao nó không có hình ta? Hiệp ta Tathamet. Mình đang ở chỗ Hiệp Dagonet nha nè. Quýnh hàng này còn vậy nó quýnh con kia sao quýnh. Ơi fuck, hình như Samuel này chưa quýnh được anh em. Phải quýnh con Demos trước xong rồi mới quýnh Samuel. Má nè, vô chưa kịp làm mẹ gì hết, đứng ngay đây cũng chờ sẵn luôn. Nó gì vô chứ phải biến đi chỗ khác quá. Thôi anh ơi, không biến được luôn, không. Rồi quýnh con này không mất máu luôn là sao? What the? Rồi vậy sao làm? Không biến được luôn. Cũng may là 20 phút chứ đồ mới cho 5 phút nãy giờ ăn cứt luôn à. Éo hiểu rồi nè. Không dịch chuyển được trong đây luôn. Vừa vô chưa làm được con mẹ gì hết, chết ngắt luôn. Máu cũng nhiều chứ bộ ít đâu. Ơi. Mẹ này về sao quánh. Đúng rồi, nhiệm vụ end game nó có khác anh em. Fuck thiệt chứ.
ra ngoài tôi boost phí xịt lên xíu nè mày, phí xịt lên xíu đi, đổi sợi chuyện luôn đi. Ê, hình như mình có chiêu voi mo nè. Rồi má mình vô đó mình sử dụng chiêu này, để cho nó. Ừ. Má nó sử dụng cũng không không nổi luôn nè. Tôi nhớ tôi boost rồi mà sao vô cũng chết là sao, không hiểu. Fuck. Có voi mo luôn á. Ê, hình như cái chiêu voi mo nó in boost là mình được được bắt tử anh em. Ê. Bắt tử 3 giây. À. Invincible luôn, bắt khá xâm phạm. Fuck. À gần chết rồi. Má quýnh gần 10 phút rồi anh em ơi. 10 phút rồi nhưng mà chưa chưa lấy được máu nữa. Dạ, anh em phải dùng cái chiêu voi mò này vô boost không, rồi mà không boost là vừa vô là chết liền luôn á. Đâu rồi? Đây. Come on. Vậy chưa làm được gì luôn á, có 3 giây à. Và cái chiêu voi mo này anh em chỉ dùng được ở trong cái hiệp đặt nạ thôi nha, bao gồm mất bóng tối anh em ở ngoài không dùng được. Em hiểu. Tôi có một cái bộ set ID rầm nữa, để tôi mặc bộ set này vô tôi quánh thử coi. Thử nha. Set này thì nó cộng summon ID rầm anywhere, nghĩa là mình có thể triệu hồi mấy thằng ID rầm này bất kể ở đâu nếu mặc đủ bộ set ha, 3 món. Divination có thêm chiêu divay nữa nè. Ê đi rầm đây một ôn chiêu hồ lần hai thằng luôn anh em. Ok ngon đấy. À, vô cho chiêu mà mo nữa. Ôi gì vô chưa kịp ấy, đổi đổi chết, tôi quên đổi chiêu, quên đổi chiêu anh em, quên đổi chiêu quýnh không được, đổi ra chiêu quýnh thường này mới được. Anh chiêu này đi, mơ mơ rồi triệu hồi đi rầm cái 1 2 3 tối đa 10 thằng anh em. À mơ mơ. Vậy má mày nghe đi rầm vô chưa làm gì nó chết bạ nó hết rồi, chụp thằng chiêu này cũng không ổn anh em ơi. Đi rầm yếu quá, mấy anh đại mình si ba chao quá, bắp quá, vừa vô chưa kịp làm què gì hết chết bạ nó rồi. Tưởng vô cho nó gánh đam được miếng nên có thời gian quánh kia không, phải dùng chiêu voi mo thôi. Dùng chiêu này thì mình được bất tử 3 giây nè. Ôi
Cái gì vậy trời? Còn 9 phút sao mà quánh ấy? Help me. Đổi chiêu lại, đổi chiêu lại. Còn 9 phút rồi, thôi chơi anh em. Come on. Nhanh. Ok. Thằng Samuel này nó kiểu nó bất tử, nó là cái ma sao anh em quýnh không có được. Nhưng mà nó mạnh cực kỳ vãi đái luôn. Chỉ quýnh được con Demot thôi. Mà đó, Demot chết rồi nè. Nhưng mà vẫn còn cái hồn kì giật này không. Còn ông nội này ổng quýnh nó đéo được, nó không có không thể quýnh. Nhưng mà nó mình quýnh không được, nhưng quýnh mình được, mất dạy vậy á. Ok, còn 7 phút. Đã thành công tiêu diệt được Samuel rồi anh em. Ở lộn con Demot à, với con rồng luôn rồi. Ơi. Hết quýnh rồi nha em. Con kia chết là thằng này gọi là nó bị ấy xong rồi hút máu ghê. What? Nó chết rồi nhưng mà nó vẫn còn hút máu mà anh em. Còn con này chết rồi mà hút máu nha kìa, xương nè. Ơi ơi. Đó. Mình bút cái mò lên là nó bao phủ này nè. Rồi chui vô cái chỗ end time luôn. Ok, đã diễn kiến được chùm cuối. Leader here Tatamus. Rồi có này gì đây? Moloch. Mà lóc quỳ bắp mà lóc nè. Ơi gì vậy? Ui. Wow, what the fuck, Imuanda mà. Ê, nhưng mà bị mắc máu nè. Để tôi ra kia tôi boost cái chiêu 2, không có đứng trong nhà boost được nữa. Vừa mò luôn, sử dụng vừa mò luôn. Còn 5 phút. Rồi, chạy em vòng thôi. 25 giây nó mới hồi là cái chiêu vừa mò nè em. Này 25 giây nè không. Ui là anh em phải chạy đồ má yếu quần luôn á, cho nó hồi lại nó mới quất được. Bất tử được 3 giây nhưng mà hồi tới 25 giây. À. Chạy nha anh em. Rồi. Bình tĩnh anh. Bình tĩnh anh ơi. Né nha anh em, chạy chiêu né. Ơi, mấy cái dòng nó né nha, đứng mà trúng cái dòng đó là ăn cho hết luôn á. Ui. Nó triệu hồi con ma lóc lên, như anh quýnh ma lóc xong rồi mình mới nó quýnh nó được hay sao nè. Ui. Quýnh mà lóc nó mới mất máu.
còn nó bất tử, nó triệu hồi ma lóc ra, ma lóc quýnh mình, quýnh ma lóc nó mất máu ấy. Mơ của tôi ơi, sóng xung kích của nó mạnh vãi đái nè, mỗi lần nó chơi là mình muốn ngáo luôn nó. Ui ui ui, bình tĩnh man, come on come on baby, come on, sắp win này, sắp win này, I'm win, I'm win, I win. You must defeat. Come on, come on, baby. Come on, come on. Được được như đây máu anh em. Ui 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 ui. Come on, come on. Come on, baby, come on. Né nha anh em. Chạm vòng né. Ui 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 ui. Hai máu mình vậy chứ nó dính một chiêu nó là đi liền luôn á. Come on, come on. Ui, ui. Vô góc mà cũng chết không? Wow 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 wow. Ôi hình như mình chưa quýt mua máu nữa kìa, hàng gì bấm không ăn. Voi mò thôi, máu anh em giật là anh bấm chơi chiêu voi mò liền anh em. Nó ra sẽ chiêu sống xung kích là mình phải chơi chiêu voi mò liền, bất tử 3 giây cũng lợi hại lắm anh em. Nè nè nè, quýnh con ma lóc này nó mới mất máu anh em, còn bình thường là nó bất tử con mẹ nó rồi. Đó, quýnh ma lóc thì nó mới mất máu. Rồi mỗi lần nó chơi cái sóng xung kích là anh em chơi vô mò nha, là nó sẽ bất tử anh em, là nó mới địch lại nó. Nãy giờ tôi mới tìm được cách đánh nè, bình thường thì không sao nha, nè mấy chiêu kia thì mình cứ né thôi, đừng đứng vô trong cái vòng đó là được rồi. Nó sắp chết rồi anh em, còn rồi ok, mà lóc chưa chết. Rồi, SN nó xong. Ok. Thành công. Cuối cùng cũng đã giết được em đó. Ngại. Chữ gì đây mình cũng không biết luôn. Khi mà lóc này nó ra ngoài ta. Giết nó rồi nó hồi sinh lên nữa nè. Không biết sao ở thế giới cũng mấy này mà cũng có xác người ở đây nữa. Con người đi xa dữ vậy luôn hả? Ở đây thế giới The Void hư vô mà cũng có xác người ở đây, cấm cọc đây nữa. Ghê thật. Mô lóc. Con quỷ này nó hồi sinh nó hoại ta. Nhớ giết rồi mà. Đó, giết rồi mà hai nó cũng nở rồi nữa, khó hiểu. Ok anh em, rồi không
xin up thêm một warp, một time warp maximum life 10%. Rồi máu mình đã tăng lên 25.000. Time warp là cái gì đây? Time warp đây, như vậy cao đao 2 giây. Cái chiêu này là để làm gì anh em? Mở cái dịch chuyển giống như chiêu linh nữa hả? Linh xong cái dưới chân mình nó có cái vòng gì kìa, để tôi thả cái khiên ra đây đó, biến một phát thì cái chân mình dưới cái vòng nó đỏ. À dịch chuyển mà nó vẫn gây đam được nè, dịch chuyển nhưng mà nó vẫn giết giết người được nè. Dịch chuyển lại con đó xong con nó mất máu ghê không? Dịch chuyển sốc điện rồi hoàn thành anh em. Con quỷ này nó hiện hoài à, nên là mình không giết được nó đâu. Farm warp hả? Mở cái cổng thời gian. Cảm ơn anh em, chúc mừng đã kết thúc game. Con người đặt chân tới đây luôn hả? Quá dữ. Cái này gọi là cái Ascen thời gian gì đó hả? Trong đây có nè, đây dịch nó ra coi nó là gì. Tinh hoa của thời gian. À, cái cham này chứ đánh rơi tại hiệp đại kinh nạt như thu gớt hiệp thành mạch trái tim của con rồng tao tham mét. Người chiến đấu với vật hãy cẩn thận kẻo mình trở thành quái vật. Nếu bạn nhìn chằm chằm vào vật khổng trong thời gian dài thì vật khổng cũng nhìn chằm chằm vào bạn. Rồi đọc tiếp hiệp đại kinh nạt coi nói gì. Trái tim điện tối là một ngục tối hơi tiếp cận thông qua trên Riton 16 nay mình mở anh em. Có thể lấy được bằng cách biến đổi nam phân làm cây với loại elder kích hoạt với Ritonin biến đổi ha. Tiêu thụ hai vật phẩm này trong quá trình tích điện. Nó bao gồm hai cấp độ. Độ đầu tiên được gọi đơn giản là Hear of Darkness, trái tim đen tối, là trú ngụ của những phiên bản yếu hơn của Demoth và Black Weaver và Samael. Đánh bại cả hai cho phép người chơi mở một cổng một chiều đến cấp độ thứ hai được gọi là End of Time. Một chiều là mình chỉ vô rồi không có ra được anh em. Nơi trú ngụ của Mythogod Hill of Tatamate, trận chiến trầm khó nhất trong lịch sử Mada anh em. Tôi thấy nó cũng không khó lắm anh em, cũng được. Nhưng mà lúc đầu quýnh con Demoth ở ngoài nó còn khó hơn quýnh con Tahamet này nữa. Ở ngoài cái lúc mình quýnh Demoth với con Samael thì anh em nhớ là chơi chiêu Voldemort nha. Chiêu này khi mình chiêu này có ở chỗ chìa khóa nè, làm đủ nhiệm vụ nó thì mình có cái chiêu đó. Bất tử 3 giây nè. Mà chỉ giờ cái chiêu này chỉ dùng được ở Hiệp Darknet ở trong cái rip này thôi nha, chứ ngoài là không dùng được. Thì mình bắt tới 3 giây xong lại mình đập Demoth con Samael quýnh không được nha anh em. Mà nó quýnh mình được, nó quýnh rất mạnh luôn. Mình đập con Demoth chết xong rồi bắt đầu Samael nó cũng hết quýnh luôn. Rồi cứ mở cái mình đập cái bóng của cái con rồng, cái mở cái cổng cái mình vô mình đập nó luôn. Vào cách để quýnh con rồng đó thì nó triệu hồi Moloch nè. Với là cái con gì cái bóng của nó đó, đen đen á, trắng trắng á. Quýnh cái đó thì nó mới mất máu, còn bình thường thì nó không mất máu à, nó có cái lớp aura bảo vệ. Ok. Vậy cứ như hoàn thành đó anh em.
cái cuối cùng mình nhận được đó chính là thứ này, Essen gì đó, Essen Tom. Mà tôi hồi ra quá trời mấy block nè, ba con luôn nè, mấy giây lại bốn con luôn rồi, fuck what the hell, bốn con đứng đàn hai chân triệu hồi ra cả bầy quá nè. Này để tôi bỏ cái dao xuống hả, mắc cái hào quang ha, nhưng mà mình dùng cái voi mo nè, đó nó có cái vòng bảo vệ 3 giây bất tử nha nè, nhưng mà hồi nó tới 25 giây mới hồi, mà sử dụng được có 3 giây thôi, trong 3 giây đó mà mình không không làm được gì mấy anh kia thì chịu. Ok rồi, kết thúc đây ha, biến mở cái dòng biến về coi, mở méo được luôn em, phải để cho mấy con này thịt mình cho chết thôi, tháo đồ ra cho mày quýnh cho chết cho nhanh nè. Cổng 1 triệu nha em, ở đây là chỉ vào được chứ không ra được. Mấy con quần này thì nó mấy giây, nó bao nhiêu giây nó lại triệu hồi ra một con. Mà lóc rồi, hình như là mình hết vô trong kia được anh em, nó có 20 phút rồi, nó khóa rồi đó không, nó khóa là lóc rồi nè, hết 20 giây rồi nè, nó lộn hết 20 phút rồi đó, và wow, quýnh gần 20 phút rồi, tấm bồ cuối cùng đã hoàn thành nha. Mấy tấm này không bán được anh em. Maximum life 10% với lại một tham quát. Cái bùa này chả có gì mạnh luôn, chỉ có chiêu tham quát thôi, mà lấy lại cực kỳ khó nữa chứ. Tham quá, ok, qua đem chiêu này qua mấy cái Rotodula quýnh thử coi, không bút gì luôn nha em, ra thì chỉ chơi cái chiêu này thôi, đây nó cũng chả cộng gì. Hai giây biến biến, còn hô chu linh của tôi nữa, biến cục ngỗng. Chiêu này thì thực sự làm cái này cho vui thôi chứ không có tác dụng gì hết nè, biến thì ngắn 2 giây, hô chu linh rồi nó biến dài hơn. Ok hoàn thành ha, cũng không có gì hấp dẫn cho lắm. Ok kết thúc nha anh em, bye bye nha. Nhớ cho một like với một đăng ký kênh nha anh em. Thank you. Sắp tới thì chắc là rảnh nữa thì tôi làm trophy của mấy cái bùa. Còn không nữa thì tôi stream cái game khác anh em. Thank you mấy anh em đã theo dõi nha. Đã đồng hành cho đến giờ phút này, thì nói chung là đã xong cái game này rồi anh em. Nhà rảnh nữa làm bùa, làm trophy, còn không nữa thôi. Trophy tốn rất nhiều thời gian ha. Rồi cái này nói chung là ba nhiệm vụ cuối là khó nhất nè, nó bất khả thi,
tại vì nó cần mình nhiều điều kiện ha. Nó khó ở chỗ mình tìm đường để đánh mấy boss, mà mấy boss cũng cực kỳ mạnh luôn. Mình làm được ba cái này là coi như là hoàn thành đó. Lúc trước thì tôi cũng không có biết cách làm, không biết sao luôn, nhưng mà sau khi tìm hiểu đồ cái kiểu đồ tổng hợp thông tin lại thì ok, tôi sẽ làm clip tôi chỉ mình em một cách chính xác nhất ha. Rồi cứ như phần này đến đây kết thúc nha anh em. Vậy là quá chi tiết và gọi là quá đầy đủ luôn rồi đó. Anh em có thể biết được cách tìm vật phẩm gì, ép với cái gì để mà có thể mình đến gặp diện kiến em yêu ha, diện kiến người đẹp ha. Rồi, thank you, bye bye. Hẹn gặp lại ở những tựa game sau nhé.